Hello anh em, hôm nay thì mình có về một cái đơn hàng và đây là một cái chiếc màn hình iPhone 6. Đó, màn hình iPhone 6 zin ép kính. Giá của nó là 224.100 sau khi mà mình áp một cái mã voucher trừ đi 24k từ cái shop tổng kho linh kiện 999 này về để thay cho một cái màn hình của cô ruột mình. Đấy, cái chiếc máy này thì chả biết là mua từ bao giờ, nhưng mà cô có nói rằng là cảm ứng nó có một cái hàng ở phía bên dưới này là bị liệt nhé. Mình bấm vào cái phần bàn phím nhưng mà nó không hề ra bàn phím, nó lại nhích lên trên. Đó. Vì thế mà bây giờ là phải thay lại cái màn hình. Và giá của cái chiếc máy này thì vẫn còn ghi ở đây. 1 triệu 2 cho một cái chiếc máy iPhone 6. Xem nào. iPhone 6 này. Đây, iOS 12.5.7 và chỉ là dung lượng 16 GB thôi mà 1 triệu 2. Quá đỉnh luôn. Mua rất là đắt nhưng mà cuối cùng về thì lại bị liệt một hàng ở phía bên dưới nhé, không hề bấm được số để gọi, đến chịu luôn rồi. Nhưng mà trước tiên ở đây thì mình sẽ tháo về cái màn hình của nó đã. 224.100 dành cho một cái chiếc màn hình zin ép kính. Đến hiện tại bây giờ thì giá của iPhone 6 nó cũng khá là rẻ rồi. Anh em thấy rằng hôm nọ mình bán một cái chiếc iPhone 6 phiên bản 64 GB mà giá có 500k thôi. Trong khi thì chiếc iPhone 6 này mua ở cửa hàng nhé, 1 triệu 2. Quá đỉnh cho một cái phiên bản 16 GB. Mà cái Touch ID của nó hình như là cũng đã bị mất rồi thì phải. Để mình thử kiểm tra lại xem. Đó, thất bại này. Hỏng luôn rồi. Đúng là một chiếc iPhone 6 khá là phế thế nhưng mà vẫn được bán cái giá rất là cao tại các cái cửa hàng. Và đây là cái phần màn hình mà mình nhận được này. Bên trong thì nó lại không có kèm theo những cái bộ phụ kiện để chúng ta có thể là tháo. Đó, bình thường ra thì mình mua là hay được tặng thêm một cái bộ phụ kiện. Nhưng mà ở đây thì không có nhé. Màn hình này vẫn còn cái bóng kính dán ở phía bên ngoài. Ngoại hình thì cực kỳ là mới nhé, trắng sáng. Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái màn hình ở trên chiếc điện thoại cũ này ra. Bộ tô vít thì mình có khá khá nhiều. Cái ốc ở phía bên phải này nó bị trờn rồi anh em ạ. Rất là khó tháo. Mình phải lấy một cái tô vít khác thử lại xem. A few moments later. Sau một hồi loay hoay thì mình vẫn không thể nào mà tháo được cái chiếc ốc ở phía bên phải này ra. Do là nó bị trờn rất nhiều rồi. Mua màn hình về rồi thì nhưng mà cuối cùng thì lại không tháo được máy ra thì rất dở hơi, đúng One hour không nào? May quá, cuối cùng thì mình cũng xoáy được. Đấy. Rất là khó khăn luôn. Bây giờ thì việc tháo màn nó đã khá dễ dàng rồi. Đây. Phía bên trong của chiếc máy thì chúng ta vẫn nhìn thấy được rằng là những cái phần nẹp, nẹp pin thì không còn rồi. Phần nẹp cam cũng như là màn thì vẫn ok. Đâu nào. Bây giờ thì mình sẽ test thử nhé. Test thử màn trước, trước khi mà chúng ta chuyển tất cả những cái phần linh kiện từ màn cũ sang màn mới. Đó, đã lên. Mình sẽ bóc miếng dán màn hình này luôn này. Màn hình này thì khá là sáng đều và đẹp nhé. Nó không hề bị xanh giống như là màn hình cũ. Đây mình sẽ lấy cái con long quang này để kiểm tra màn nhé. Cũng có vài lần bị rời tay thế nhưng mà mình nghĩ rằng là do cái con long quang này thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là ráp tất cả những cái phần linh kiện từ màn cũ sang màn mới thôi. Two hours later. Và đây, toàn bộ những cái phần linh kiện từ màn cũ mình đã chuyển sang. Ở góc phía bên trái là chúng ta sẽ thấy có một cái dấu mà shop đóng ở đây. Bảo hành từ tháng 5 năm 2024. Đó. Màn phía bên ngoài thì nhìn rất là mới. Màn hình zin ép kính mà sáng đẹp như này. Nhìn hơi ảo đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là ráp vào máy thôi. Đó, khởi động đã lên. Anh em có thể nhìn thấy rằng là sáng rất là đều nhé. Nhưng mà hình như ở đây mình làm cái nút home của nó không còn độ đàn hồi nữa anh em ạ. Chắc phải tháo ra lắp lại thôi. Và mình sẽ test lại một lần nữa này.
Đó, rất là trơn mượt nhé. Ngon lành luôn. Rất là trơn mịn, ok. Nhưng mà mình cần phải tháo ra để lắp lại cái phần nút home này. Bấm nó không được lún nữa rồi. Few minutes later. Bây giờ thì nút home có thể bấm được thoải mái rồi. Cũng như là mình đã gắn cái phần nẹp pin vào rồi nhé. Đó. Mình sẽ test lại một lần nữa này. Nói chung là rất là trơn mượt thôi. Ok luôn. Đó. Nói chung là mua ở shop này thì uy tín rồi.